Vâng, và đây là bộ của anh Quỳnh ở dưới Ninh Bình. Anh Quỳnh anh đi bộ đội ở ngoài Móng Cái gần một năm và chưa về được thăm gia đình, và anh rất là nhớ nhà, và anh đã đặt bên Zika Audio một bộ cấu hình karaoke tặng mẹ ở nhà để nghe nhạc cho đỡ buồn. Vâng, đó là một bộ loa Wiwood VK921 và con đẩy liền vang DCX7, một nâng tiếng, một bộ mic Wiwood VK449 và một con súp F1500. Vâng, với không gian rất là giản dị và trưng bày một bộ cấu hình Benzica Audio đang phối ghép cho anh Quỳnh thì rất là đẹp, rất là hợp và nghe nhạc rất là hay, chi tiết sắc nét, và hát karaoke trên bộ này thì quá tuyệt vời rồi. Các bác có thể thấy anh ạ, nhìn rất là sang trọng, màu vân gỗ cực kỳ nổi bật. Và rất là cảm ơn anh Quỳnh đã tin tưởng và ủng hộ Benzica Audio. Chúc anh Quỳnh công tác tốt và chúc bạn gái luôn luôn mạnh khỏe và gia đình mình luôn luôn hạnh phúc. Thông báo khẩn cấp.